Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn. Tiếp theo bây giờ là các bạn bên HT sẽ đóng hàng về cho mình. Tại vì sẽ đi một cái đoạn đường khoảng 20 mấy km mà hôm nay mình đi xe máy nữa. Cho nên là cần đóng rất là kỹ ha các bạn thấy là. Còn em cầm con dao đó em muối ghê quá. Anh không phải là người đầu tiên sợ con dao đó đâu. Em mà mỗi lần kế bên bạn em sợ con dao đó lắm. Đây các bạn, để đóng hàng đi đường xa thì nó cần phải những có cái gọi là cái yêu cầu gì em? Dạ, nó dễ bị những cái tai nạn gì xảy ra? Cái tai nạn duy nhất khi mà ship là không có không khí và nó nóng. Dạ, nhưng mà nếu mà cái đường ngắn của mình thì không sao. Chủ yếu là khi mà đóng hàng là mình phải cố định đó. Cố định đó, cái hàng của mình làm sao để nó không bị sập sệt. Để hạn chế tác động vật lý. Nhưng mà những cái giấy này là những cái giấy gì ta? Những cái giấy này em mua để chiên đóng hàng á hả? Giấy này giấy thấm dầu hả ta? Dạ, giấy này hiện tại đây là giấy thấm dầu. Nếu mà một số người mình vẫn có thể sử dụng than giấy hoặc là giấy báo. Nhưng mà giấy báo thì tại vì hồi trước là khách cũng có góp ý với em là nó sẽ ra mực á anh. Có cái mùi không có tốt với bé thì em đổi qua cái giấy này. Ồ, giấy này kỹ dữ vậy ha. Dạ, để hạn chế cái sự là... Chắc phải nhồi vô nữa đúng không? Con bé của mình đã bỏ ra một cái giá trị cao đấy. Đúng rồi. Thì cái việc đóng này nó phải kỹ. Với lại nó sẽ hạn chế cho anh được là đỡ bị sốc nhiệt đó anh. Ví dụ như môi trường từ đây đi ra ngoài nó khắc nghiệt quá. Mà em không có thể để được cái đó gọi là gì không? Khoan dán đi em, để từ đi. Cái này có hay treo lạnh không? Dạ không cần á. Không cần á. Tại là mình đi gần mà. Khi nào mà nó đi khoảng 3-4 ngày mình mới cần cái treo lạnh. Rồi anh thấy cũng đâu có đục lỗ gì đâu hả? Nó dạ, xíu rồi mình đóng lại mới đục. Xong rồi mình mới lục. Cái này nếu mà gọi là cái thời gian mà mình ví dụ như anh em ngoài Hà Nội đi ship mà mấy ngày là có ok không? Nếu mà Hà Nội thì em ship khoảng 2 ngày là tới, thậm chí là 12 tiếng. Mình đi máy bay luôn. Mình đi máy bay luôn. Nhưng mà thường thường mình ship cái này là mình đâu có bỏ chung vô tăng luôn đúng không? Ship dạ kiến không, riêng. Dạ, ship kiến riêng. Chạy vì anh mình ở gần cho nên em muốn giảm bớt cái thời gian anh phải bắt kiến ra bắt kiến vô. Cho nên đóng vậy luôn. Bình thường là tụi em sẽ đóng kiến riêng ra một cái hũ khác. Rồi tăng em sẽ đóng gói riêng rồi mới để chung nó vô cái thùng chung. Nhưng mà cái hồi nãy mà muốn bắt lại cũng đâu bắt được tại nó chui vô trong net hết trơn. Bắt được chứ em, tại mình mở cái net ra được mà. Ủa, nét nở ra được luôn hả? Dạ, mình kéo cái nét ra được, cái phần nét đó là vệ sinh được. À, nãy giờ chưa có giới thiệu là anh không biết. Nhưng mà tại vì cái đó nó hơi phức tạp, mở ra nó hơi phức tạp cho nên sợ tốt. Anh thì mở được á, sợ ráp lại không được thôi. Chuyên gia. Đúng rồi. Mở được mà ráp lại không được. Dán lại không được, mình có keo 52. Ok. Rồi một lát mình xong đấy mình đút lại, rồi một lát anh chạy về là cứ tưng tưng không sao hết hả? Dạ, bây giờ là nó cứng rồi đó anh. Mình để chủ yếu là mình đừng để cho nó bị úp ngược lại thôi. Là được hết. Nhưng mà nó xáo động nhiều quá con kiến nó có bị sốc gì không? Dạ không sao đâu. Đương nhiên là sẽ có nhưng mà nó cần 1 đến 2 ngày để nó khỏe lại thì anh mới cho ăn. Như cái này về là anh chưa cho ăn liền đúng không? Dạ. Đúng rồi, anh khoan cho ăn liền để cho mấy bé nó bình tĩnh. Ví dụ kiến hồi nãy mà cả đàn như vậy thì em ship cỡ nào? Kiểu nào? Dạ em ship cũng vậy thôi. Cũng mà bình thường nó sẽ có một cái hộp nhỏ để mình lấy cái hộp các bé. Rồi cho anh coi thử, thôi thử rồi cho các bạn khác coi. Ví dụ như người ta mua khi rồi mà mua là sẽ có cái hộp nhỏ à. Cháu đi tầm á. Ví dụ như một có nghĩa là 50 con sẽ vô cái hộp đó luôn. Dạ đúng rồi. Kìa ở phía trên kìa mà. Đúng nhỏ hơn. Dạ đợi em chút em ra kho okay. Để lấy cho anh xem. Ok cho anh coi thử rồi. Tại vì mình nghĩ là sau khi mình lên lấy clip này thì sẽ có rất là nhiều bạn hứng thú. Và cái quan trọng nhất là cái giá các bạn, cái giá nó dễ tiếp cận quá. Nó rất là đẹp luôn, mình bảo đảm là anh em sẽ hài lòng luôn á. Tại có những cái món đồ mình mua mình sẽ cảm giác ủa sao rẻ dữ. Có món đồ mình mua nó sao mắc quá. Nhưng mà cái này thì nó cho anh một cái cảm giác ủa sao rẻ dữ, đẹp. Tạo cho mình cái cảm giác thoải mái khi mua hàng á. Đúng rồi. Nó rẻ mà anh nghĩ là sẽ có nhiều bạn sẽ hứng thú, sẽ chơi. Thì người ta cũng muốn coi là quá trình vận chuyển như thế nào, có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của các bé hay không. Thì sẵn đây mình trò chuyện chút xíu về dịch vụ của mình đi. Ví dụ như mà có trục trặc gì mặt rủi ro hao hụt rồi anh em sẽ chia sẻ sao ta? Thường thì chính sách bảo hành có cái chính sách bảo hành rõ ràng luôn. Trước khi mua em đều nói với khách về cái chính sách bảo hành đó. Ví dụ như ở tỉnh
khi mà ship đến mà khách mở ra mà có một cái clip, một cái video clip quay hết cái quá trình mở hàng, và khi mở ra nếu mà số lượng nó có hao hụt hoặc là nó thậm chí là nó chết tất cả, thì bên em sẽ refund. Thứ nhất là có thể refund tiền, thứ hai là refund lại những cái phần mà khách đã bị chết đó là toàn bộ luôn 100%, với điều kiện là các bạn đã nhận hàng từ lúc shipper các bạn gọi cho bạn á, bạn phải nhận hàng trong vòng 6 tiếng. Tại có những bạn á, nhiều khi các bạn đặt cho vui á, em bị trường hợp á, bạn đặt cho vui xong rồi các bạn lại nói là đi du lịch với gia đình xong rồi lại không nhận hàng. Nếu có những người người ta thật sự là người ta muốn nhận hàng là người ta sẽ nhờ hàng sớm hoặc là cứ đặt vô như là em chuyển khoản các kiểu, nhưng có những bạn thì lại không có nhận hàng liền thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng cái sản phẩm của tụi em. Thì tụi em sẽ là các bạn phải nhận hàng trong vòng 6 tiếng và có clip quay mở hộp đàng hoàng. Thì như vậy là tụi em sẽ sẵn sàng là refund hết 100%. Thì có những, thì nói chung là cái công việc mà bán hàng online này thì mình bản thân mình cũng có nhiều cái kinh nghiệm ở đây. Thì cũng không phải là, tất nhiên là có những người đặt cho vui, nhưng mà có những người ví dụ như những bạn học sinh á, ví dụ như thường thường shipper là làm việc trong giờ hành chính. Dạ, thì xui cái là trong giờ hành chính cũng lại giờ đi học luôn. Dạ. Các bạn nói là ship em 7 giờ tối giờ đó, ai ship cho em giờ đó, em chỉ có bút ráp thôi chứ còn những cái trường hợp đó khi mà mình biết được cái trường hợp đó của khách thì mình vẫn có thể du di thôi. Nếu mà có vấn đề, gặp vấn đề xảy ra tụi em vẫn bảo hành như thường. Nhưng mà em nói để cho các bạn chuẩn bị tinh thần sắp xếp người nhà. Đúng rồi. Dặn trước cái bạn shipper. Tại vì với có một số cái vấn đề như là khi mà bảo hành á, thì gần đây em bị. Có, anh có đọc bài đó. Dạ, đó, gần đây em có bị thì quá tải. Do quá tải công việc, tại Black Friday rồi em cũng sắp làm cái đại sự đám cưới của em, cho nên nó hơi là tốn thì mất thời gian của mình. Cho nên những một số cái vấn đề như bảo hành hay là gì là em làm xử lý nó hơi chậm. Nên một số bạn hơi khó chịu. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, tại vì shop tụi mình bán cũng phải 4-5 năm nay rồi, cho nên ở đây lúc nào cũng online hết. Cái vấn đề của các bạn sẽ luôn được xử lý sớm hoặc muộn ha. Chứ bây giờ biết nói gì vậy? Thông cảm sớm, tại vì hơi muộn chút xíu. Bình thường thì nó sẽ nhanh, nhưng mà cái bữa đó là Black Friday tụi em bị quá tải thiệt. Tại vì rất là nhiều đơn. Và nhân viên của em cũng bữa đó là cũng quá tải luôn. Các bạn không phải chỉ là tiếp khách fanpage mà còn phải đóng hàng, mà một số khách là vẫn yêu cầu là phải quay phim chụp hình nữa, thì tụi em lại bị phân tâm hết bình thường cái công việc đó của em. Mà bữa đó là em cũng hơi phân tâm, không có sẵn sàng hàng liền cho các bạn. Như các bạn sao Black Friday là bạn này bạn sợ ốm luôn á anh, 2-3 kg luôn. Ốm mà bữa nó quạo luôn á, nó mấy bạn hồi nãy anh thấy là tới lúc ăn quà mấy bạn mới có thể có thời gian ăn cơm. Phải đóng hàng, tại shipper của em sẽ qua giờ từ 3 đến 4 giờ. Các bạn phải đóng hàng trước, sau đó là các bạn mới có thể đi ăn cơm được. Bởi vậy nếu mà mình có trả lời chậm fanpage, các bạn thông cảm giùm tụi mình tại vì quá tải. Đó bạn thì đó thì làm cái clip này chia sẻ về cái quá trình đóng gói sao cho đúng kỹ thuật, không có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn bé, ha, để cho các bạn hiểu sơ qua. Thì đồng thời cũng chia sẻ một cái số gọi là một số cái điểm mà chúng ta gọi là chưa có fit giữa người bán với người mua, để cho đôi bên nó đều có cái sự thoải mái hiểu nhau đó. Thì thứ nhất là các bạn biết đây là những cái loài động vật sống, thì nó có cái khoảng thời gian nhất định để mà nó nằm trong đây thôi, chứ không phải là nó giống như cái kem đánh răng hay là con cái gì đó, hoặc là con cá khô càng để nó cũng sao. Thì đây là những cái loài động vật sống. Thì có những cái trường hợp là các bạn tự nhiên đột xuất nổi hứng đi du lịch, các bạn nói thôi để từ từ tôi về tôi nhận là không được rồi. Hoặc là có những bạn học sinh thì buổi ban ngày phải đi học, các bạn không nhận được bên cái thời gian hành chính đó, thì nó cũng làm chậm trễ, nó làm cái ảnh hưởng cái sức khỏe của các bé. Cho nên là anh em lưu ý là cho nhận hàng thì cố gắng là giữ cái điện thoại. Tại có nhiều bạn thì chưa có mua bán online nhiều, cho nên là các bạn không có hiểu shipper trước khi mà giao tới nhà các bạn á thì sẽ alo trước, có nhà hay không thì người ta mới tới giao, chứ không phải là người ta chạy tới thẳng nhà các bạn xong rồi có thì giao, không có chạy về. Như vậy nó rất là tốn xăng và mất thời gian của người ta. Cho nên á, nếu mà alo cho các bạn mà bạn không nghe máy, hàng sẽ hồi về liền. Hàng sẽ hồi về liền đó. Và khi hồi về á, các bạn lưu ý điều này giùm mình để thông cảm cho nhau nè. Khi mà hồi về là ví dụ mình là người bán, mình bị trả tiền ship, các bạn trả 2 chiều luôn, trả 1 chiều tới bạn
và thêm bắt về từ bạn về mình, có nghĩa là người bán sẽ bị trả tiền ship hai lần luôn. Đó là điều mà một số bạn không có biết được. Các bạn nghĩ là tôi không mua thì thôi, anh không mất hàng, tôi không mất tiền thì thôi dễ đó, giải đi. Đó là chưa tính tới việc những bé của mình. Đúng đó. Thì trước mắt á là cái người bán sẽ mất hai lần tiền ship. Cái thứ hai nữa, đi một quãng đường, về một quãng đường mở ra con bé nó sụi. Dạ. Thì bên này chịu hết. Đó cho nên là cũng có những trường hợp rất là buồn các bạn, rất là tiếc. Có những khi mà mình mất mấy chục ngàn tiền ship mà cũng không tiếc, mà mình tiếc con bé tới đây. Đúng rồi, có những dòng là không có sẵn và rất là hiếm khi có. Đó. Và 10 người khác người ta muốn con đó mà mình đã ưu tiên, mình xin bạn bè không nhận được. Chắc thì mình đau lắm đó. Đó là có những cái điều mà chúng ta không có match được với nhau thì chúng ta gây ra những cái gì đó nó cũng hơi buồn. Cái thứ hai nữa là khi mà anh em unbox á, gọi là unbox á, mua hàng unbox để mà gọi là kỹ lưỡng với nhau, thì cái này chắc là trước khi mà em bán em cũng sẽ có trao đổi với khách rồi đúng không? Dạ. Trao đổi đầy đủ thì khi mà shipper giao tới cho chúng ta vậy đúng không? Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu bóc cái điện thoại lên quay phim. Quay clip nha. Quay clip mở băng keo, mở đồ ra, mở đồ hết, gỡ ra, gỡ giấy đồ ra, chỉ vô con bé, nếu con bé nó còn sống khỏe mọi thứ là ok, thấy không? Là coi như là về cơ bản là được. Dạ. Đó, rồi ví dụ như có thời gian sau khi mà anh em nuôi mấy ngày thì chúng ta bảo hành mấy ngày em? Thường là tụi em 1 tuần tới 2 tuần. Đó. Tùy là bé. Có nghĩa là cho các bạn, có nghĩa là không phải mở ra mà còn sống là đinh đâu. Mà bên shop còn sẽ cho các bạn thời gian khoảng 1 tuần, 2 tuần gì đó tùy loài. Để cho các bé nó coi nó có thích nghi với cái môi trường mới hay không. Đó, nếu mà có vấn đề gì hết thì shop sẽ có những cái chia sẻ về mặt rủi ro. Dạ. Đó. Còn có những cái lỗi mà nó thiên về khách quá, giống như mình nói là khách nhận hàng chậm trễ quá này nọ, thì có những cái đó thì chúng ta cũng phải nên công nhận đó là lỗi của mình, để mà chúng ta đừng có làm khó nhau quá. Đó. Thì vừa rồi là bên shop giống như vừa chia sẻ là bên có cái dịp mà Black Friday á, có nghĩa là ngày hội mua sắm á, thì đơn hàng nó dồn dập rất là nhiều, thì nó có những cái gọi là những sự cố nhỏ nhỏ về mặt vấn đề. Thì nhưng mà cái chuyện đó là không tránh khỏi các bạn, trong quá trình kinh doanh và qua nhiều bên cái nhau, có những cái chương trình như vậy thì cái đơn nó dồn dập đổ về thì sẽ có những cái sự chậm trễ nhất định nào đó. Tuy nhiên cái điều mà mình respect nhất bên shop là bữa mình thấy Chiều đã giải quyết cái vấn đề đó, phải nói là cực kỳ đẹp luôn, xử lý truyền thông cực kỳ tốt luôn. Có nghĩa là hình như là cái bạn đó mua cái con gì đó xong rồi nó bị chết. Thì là cái cách, cái hướng giải quyết của shop đây là refund lại tiền. Và cái con bét đó hiện giờ nó chưa có hàng, thì bên shop hứa là khi nào có hàng về là sẽ gửi lại đúng số lượng đó tặng cho bạn đó, đúng cái dòng đó luôn, không để lấy tiền. Không lấy tiền nữa là tặng. Nhưng mà trước đó là đã refund tất cả những cái tiền bạn đó đã chuyển khoản cho shop rồi. Có nghĩa là các bạn thấy là phải nói một cách xử lý mà theo mình là tuyệt vời luôn. Có lỗ á các bạn, lỗ nhưng mà lỗ là lỗ tiền, nhưng mà lời là gì? Lời cái lòng tin, cái uy tín của mình, là mình hứa sao mình làm vậy, thì cái đó là mình rất là respect HT luôn ha. Đó. Thì anh em mình nghĩ là đây là một cái best shop mà theo mình là nó thuộc dạng top về uy tín và tốt tư vấn tất cả mọi cái. Thì thật ra nó chung cái điểm với mình các bạn. Không nhất thiết là phải nói vậy, nhưng mà cũng đừng lạm dụng quá nha anh em. Dạ. Có nghĩa là không, ý là mình nói á, có nghĩa là tụi mình không phải là có những cái shop, có nghĩa là vô đây không mua hàng là không trả lời. Dạ. Không tư vấn không gì hết, có mua đi rồi câu chuyện nó sẽ khác, nhưng mà ở đây thì cái chuyện đó là nó tính sao. Bạn muốn tìm hiểu thì chúng ta sẵn sàng tư vấn cho các bạn nhiệt tình, còn cái chuyện mà có đến được với nhau hay không thì nó lại một cái góc độ khác nữa. Đó, nhưng mà trên tinh thần là anh em cứ chia sẻ những cái đam mê của mình. Đó, đó là điều mà mình thấy rất là hay ở shop, mà mình cũng vậy luôn. Đó. Ok anh em, đây sẵn. Cái ống kiến nè. À đây là một lần ship kiến khoảng 50 con là vô đây được luôn ha. Sẽ được đẩy lại bằng. Không, cái này là ít hơn anh, ít hơn 50 con. Có khoảng 10 tới 20 con, 50 con là phải qua đây. Ồ cái này nó nhỏ hơn mà nó mập hơn ha. Mập hơn anh, nó mập hơn nhiều. Ồ. 50 con vô đây. Dạ. Nó đè chồng lên nhau, có nó cái chân nó có móc vô mắt nhau gì ảnh hưởng cho tao. Anh thà là nó chồng lên như nhau như vậy trong thời gian ngắn để cho tụi nó không bị xê dịch. À. Tụi nó không bị va đập qua này qua kia để chết. Thì trong thời gian ngắn thì không sao. Nhưng mà nếu trong thời gian dài thì mới có vấn đề. Có nghĩa là cái vấn đề mà con rắn nó sợ là va đập à. Con
tay quên lộn kiến tự nhiên đâu bất kỳ luôn anh, bất kỳ con nào cũng sợ va đập. Ok, đây các bạn, đây là những cái gọi là những cái vật dụng để mà ship ha. Đó, hoặc là có một cái hộp nữa, cái hộp mà mình ăn hay ăn hủ tiếu anh. Nếu mà tổ to quá thì em chuyển qua bên cái hộp đó. Rồi anh trong em nhồi cái gì vô? Em nhồi lá cây hoặc là đất. Giấy này, đất. Cho nó nằm ở trong đó. Ok. Rồi. Ok, em kết thúc cái phần đóng hàng giùm anh đi. Thì có vài chia sẻ với mọi người về cái những cái đam mê, về những cái thú vui cũng như là cái cách làm việc của shop ha, để cho mọi người có thể an tâm mua hàng từ xa. Nếu mà có vấn đề hết là shop sẵn sàng gọi là đối thoại và xử lý đó, chia sẻ với nhau chứ không có vấn đề gì hết. Ok rồi, đục lỗ đâu em, nếu mà đục lỗ đâu? Bên cạnh đó là một cái vấn đề tụi em quan tâm nữa là vấn đề thời tiết. Có những lúc là tụi em sẽ, các bạn đặt con đó nhưng mà các bạn hỏi tại sao là tới ngày này mới ship. Thật ra là em có coi dự báo thời tiết và phải xem cái khoảng thời gian đó cái nhiệt độ như vậy có ổn hay đúng không. Đúng rồi. Hoặc là các bạn ở Sài Gòn thì các bạn cũng biết là buổi sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường. Thường tụi em sẽ ship sau 3 giờ. Tại vì như vậy là cái nhiệt độ nó sẽ đỡ sốc nhiệt các bé. Đúng rồi. Hết sức có thể. Sốc nhiệt là cái em sợ nhất đối với sợ nhất ở trong khâu vận chuyển. Đúng rồi. Từ tỉnh này sang tỉnh khác. Đúng rồi. Thay đổi môi trường, thay đổi khí hậu. Chỉ cần mở ra, ví dụ như shipper đang chạy đường trời nắng đi. Dạ. Chạy nhà khách đang mở mới lạnh phà đó, mở bẹt ra sao? Bé chứ. Nhỏ bực ngựa. Nghĩa là cái sốc nhiệt nó diễn ra khi mà cái chênh lệch môi trường, cái chênh lệch nhiệt độ nó diễn ra quá nhanh các bạn. Đang nóng qua lạnh liền, đang lạnh qua nóng liền. Đó. Ngày xưa anh chơi gà kiển cũng vậy, ship từ đây ra ngoài Hà Nội. Nhưng mà tới cái thời điểm đó, lúc đầu mình chưa có kinh nghiệm đâu. Chưa có kinh nghiệm về vấn đề gọi là thời tiết thay đổi giữa vùng miền đâu. Dạ. Ship ra ngoài nó đi ngang qua miền Trung, ngay đó là có gió Lào, gió nóng gì này nọ đó. Dạ. Ship qua bển nó khô khốc cái ra ngoài tới Hà Nội gà nó đơ hết luôn. Hoặc là mình ship ra đi ngang lúc ngay mùa lạnh nó qua nó cúm con gà nè. Thì lúc đó anh mới có kinh nghiệm về cái vấn đề thời tiết mà giống như Thu vừa chia sẻ. Có cái con gì trên đời này anh chưa chơi không anh? Thôi, không dám nói. Cũng mấy con. Nhưng mà lén lén thôi. Có con trai. Chắc vậy quá. Không có chiều. Em đừng có nói lúc này anh bị gù hay bị nhiều. Trời ơi, dạo này live stream bị gù hay bị nhiều quá. Rồi ok các bạn, đây là một cái kiện hàng hoàn thiện ha, được đóng gói rất là kỹ. Ở bên trong này đã được độn rất là nhiều cái gọi là những cái giấy nền này để giúp cho cái nó gọi là nó không có bị sốc, nó không bị va đập. Dán này rất là kỹ, và bên cạnh đó là có đục những cái lỗ thông hơi này để cho không khí nó đói lưu. Cái này nữa vui lắm. Ồ, có đóng mọc nữa. Rồi. Đóng mọc lại cho nó vui. Mở chồng. Rồi, đây là cái khâu hoàn thành nha. Trời ơi, quá dễ thương luôn, nguyên con hà mã luôn. HT Exotic Zone. Quá dễ thương luôn các bạn. Thì đó, đây là một cái kiện hàng hoàn thiện của shop gửi đến mọi người, rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, an toàn, sức khỏe. Đồng thời là chủ shop cũng vui vẻ, nói chuyện rất là vui vẻ luôn. Dạ. Cứ mỗi lần qua đây mời ăn cơm. Mời uống nước còn khó nữa nè. Rồi ok mọi người, chúc mọi người có những cái khoảng thời gian ngồi xem clip vui vẻ ha. Đón chờ clip mới của mình nha. Bye bye. Bye.